Còn ấy không em? Cái này đẹp ơi là đẹp luôn á. Trời ơi, tôi mặc mà ai cũng ở giành nhau, giành giật nhau luôn á. Mặc một set hả? Mặc cho set nha. Rồi nhìn giùm em nha. Đúng rồi, quần là phong quần tây á, nhưng mà chín tấc giùm em nha. Nó là chín tấc á mọi người, chứ không phải là quần dài đâu. Đây em mặc cho mọi người nhìn này. Mà còn còn ít à. Má, cái áo mặc lên là xỉu ngang luôn rồi. Giờ toàn người họ cái set này luôn á. Trời ơi má ơi nó đẹp. Xỉu nè, quần là quần 9 tấc nhưng mà quần 7 tấc như vậy luôn nha mọi người. Đẹp lắm, nó không phải là ôm mà dạng bét ghi á. Đẹp ơi là đẹp luôn. Đó, chiều giờ toàn người họ set này không á. Em muốn nói điêu đâu. Quần là quần 9 tấc, nó là 7 tấc, không phải 9 tấc đâu. Trời ơi, xỉu quá mọi người. Cái này là hoa hồng, hoa vàng với hoa xanh, má màu xanh lúc chiều. Màu xanh còn có set duy nhất đúng không? Ai lấy thì ghi dùm em liền nhá. Tại mẫu này còn có 5-6 set à. Ai lấy thì ghi dùm em. Trời ơi sao mà mọi người ra hết còn năm mấy người coi vậy. Ai lấy thì ghi dùm em nhá, kèm màu. Rồi đường nào em cũng sắp nghỉ rồi. Rồi ai lấy ghi dùm em nhá, kèm màu dùm em. Set màu em mặc là hoa hồng, hoa vàng. Nguyễn Hoa đuổi địa chỉ hay sao vậy? 56 ký đồ loại mang vừa. Comment giúp em kèm màu nhá, set này. 56 ký đồ xuống mang vừa. 145.000. Tiền nào đi với của đó thôi mọi người. Trời cái áo đẹp xỉu. Ai lấy ghi giùm em nhá, set kèm màu đẹp ha. Mọi người thấy đẹp không? Kèm màu giùm em. Ôi, còn 53 người coi chắc mai em like nha mọi người ơi, mai like đi. Chưa mai like tiếp nha. Người lạc trôi đâu mất hết rồi. Địa chỉ giống đợt trước thì không cần phải nói nha em. Tại chỉ còn lưu địa chỉ á. Địa chỉ mà giống đợt trước thì không cần báo lại đâu. Ai lấy thì chốt giùm em kèm màu. Hoa hồng của Kim Ngân. Kem bé lên địa chỉ. Đây nè trời, đứng 3-4 lần rồi.
mày còn kêu đứng dậy coi gì nữa. Má đẹp xỉu luôn. Này có túi nha. Màu này màu hoa hồng, hoa vàng và hoa xanh, ba màu giùm em. Ai lấy màu nào thì chốt giùm em màu đó. Áo khoác còn có ba cái này. Áo khoác đâu rồi, ta móc cái này lên giùm chị đi nhi. Áo khoác xám. Thôi dọn đi em ơi, dọn đi. Ọc sớm nghỉ sớm. Cái này ghi cho em là màu đỏ, màu xám. Cái này là áo khoác đó mọi người, 99.000. Với màu hồng, đỏ xám với hồng, ghi cho em là áo khoác nha. Đỏ xám với hồng. Hoa xanh của Tuấn Trần. Xanh hết rồi đúng không? Còn đâu? Hoa hồng của Hồng Nguyễn. Xanh còn hả? Hoa xanh của... còn không nhỉ? Cho kem Hải Yến. Kem bé là màu gì ấy em? Kem bé là hoa hồng. Áo khoác là 99.000, còn nó 3 cái duy nhất. Áo khoác lúc chiều em về tới hình như là 200 cái mà hết sạch rồi đó mọi người. Like lúc trưa, like đầu like hết sạch. Hai màu. Em hai màu là màu gì? Màu gì? Em còn màu xanh, em còn màu còn màu gì vậy em? Còn màu hồng với màu vàng thôi. Chị Hoa Trương Thị Thu lấy màu nào á? Comment giúp em nha. Set hoa hồng. Rồi còn lại áo khoác, ai lấy nữa để em offline này mọi người ơi. Áo khoác 99.000. Kem bé hoa hồng. Ok em. Áo khoác xám. Chị Hoa Trương Thị Thu lấy màu nào comment lại hộ Dung với nha. Hai màu là màu nào á? Em còn em còn màu hồng với màu vàng thôi. Lấy màu nào comment lại giúp em. Áo khoác này. Áo khoác 99.000. Áo khoác này bằng len đó mấy chị. Hồng vàng của Hoa Trương Thị Thu. Áo khoác 99.000. Má ơi cái áo khoác nó xịt lắm luôn đó mấy bà. Áo khoác 99.000 kèm màu. Màu hồng, màu xám với lại màu đỏ đô. Đằng sau này là chữ Chanel của nó là theo nha. Hoa hồng của Nhi Lý. 145 set đang mặc. Rồi ai lấy cái mẫu em đang mặc nữa thì chốt nha. Em còn hồng, hồng với vàng thôi. Nó đẹp lắm luôn á. Bao nhiêu người hỏi cái set này từ vô like tới giờ. Áo khoác, ai lấy áo khoác thì comment giúp em là áo khoác kèm màu. Cái này là màu màu đỏ đô, màu xám với màu hồng. Cái này dạng hồng da mọi người, bằng len nha. Ai lấy khoác thì ghi cho em là khoác 99.000. Này nó kéo lên, cổ cao lắm luôn. Áo khoác xịn ha. 99.000 áo khoác. Comment giúp em kèm màu. Đẹp ha mọi người ha. Comment giúp em kèm màu đi mọi người ơi. Ai lấy áo khoác này thì chốt áo khoác này. Sẽ là mặc ai lấy nữa không? Trưa mai em sale nhiều đồ lắm. Còn nhiều đồ lắm mọi người. Mọi người đừng có sợ là hàng sale không có nhé. Một nhà hàng sale luôn. Mai gửi lên cho em cái địa chỉ. Áo khoác lên 60kg vừa chị. 65-67kg là vừa hết. Tại vì áo khoác không có giới hạn số ký. Mai lên váy nha chị. Tuyết Linh lên địa chỉ nè. Mai Nguyễn lên địa chỉ giùm em. Áo khoác lên bao nhiêu ký cũng vô được hết. Áo khoác em về mấy ngàn một tuần đó mọi người. Mà không có đủ luôn á. Tại vì áo khoác lên bên em á, khách chuộng nhiều lắm. Cái này bỏ vô đem. Cái này hàng mà đợt trước, hàng trong Tết là bỏ vào một cọc đi. Cứ bỏ chung với hàng kia. Mai quốc lai cứ lấy ra rồi. Bỏ vô. Rồi comment giúp em nha. Áo khoác thì có 3 màu. Đỏ đô xám. Em nói áo khoác này mọi người nên lấy. Tại vì em nói thật có 100.000 à. Cái áo khoác lên 100.000 là khó mua lắm luôn á. Không có dễ mua đâu mọi người. Tại vì áo khoác bây giờ một cái áo khoác thông thường thôi đã là 160-180 rồi. Chị Mai Nguyễn là áo khoác hồng set hồng với áo khoác đỏ đô. Thiệt á. Em nói là riêng cái áo khoác này mọi người mua thử một lần. Cái áo khoác len này không phải len nóng, nó là dạng len mà nó thấm hút mồ hôi á, nên là khách của em chuộng lắm.
không phải như là áo khoác len mà nằm mặc vô nó nóng nực lên đó mọi người. Len này nó không phải vậy nha, cực kỳ thấm hút mồ hôi. Tại sao em bắn chạy là vậy á? Nó thấm mồ hôi mà nó rất là dễ chịu luôn, chứ không phải là nhét tới len là nóng đâu mọi người. Không phải len, em không phải len nóng nha. Đỏ của Candy Hà nên bán chạy là vậy á, không phải là thứ nhất là bán rẻ, thứ hai nữa là cái áo khoác này nó rất là chuộng, tại vì khách mua đi nắng là chủ yếu là nó thấm hút mồ hôi này, nó không bị ứ mồ hôi lên người, nó cảm không cảm giác nó nóng người, nên là khi mọi người mặc lên nó rất là đã luôn, mặc đã lắm. Tin em một lần đi mua cái áo khoác đi, nó không có dày dày cổ đâu mọi người, nó vừa đủ để che nắng mà nó không bị nóng, thấm hút mồ hôi rất là mạnh. Màu đỏ, màu xám với màu hồng kem, cái này là dạng màu kem á. Set ngố cam nữa em dồn đơn. Set ngố cam là cái set lúc nãy em mặc một set 125 đúng không? Hoa hồng của Hoàng Nhi. Set ngố cam là set 125 đúng không chị? Có chữ đằng trước đúng không? Đúng thì ok giùm em nha. Rồi má ơi, cái màu này. Nón này mọi người đổi bự lắm luôn á. Đổi ra đằng trước luôn. Áo khoác kèm màu giùm em nha. Đúng không chị Mai ơi? Đúng thì ok giùm em nha. Ai lấy những cái giùm em kèm màu, cái đó để ra đêm mai tới sớm á, sắp lại đúng không thì báo cho em biết nha. À, em còn một set ngủ để bán tặng cho mấy chị à, 100.000. Cái đại vì hàng này nè, 185.000 này, xem mọi người 100.000. Set cam á, set ngủ cam, cái này hàng cao cấp 185.000 á. Xem ở 100.000 này em thấy sót ở dưới chân có set duy nhất à. Set cam. Hàng của Giáng My là mấy chị biết toàn 200 mấy không á. Hàng của Giáng My này. Set ngủ á mọi người. Ai đấy set ngủ cam ghi cho em là set ngủ cam. Sale cho mọi người ở trên live là 100.000 duy nhất có set. Sót ở dưới chân có set thôi. 100.000 set ngủ. Cái áo khoác rẻ lắm mà đẹp. Thì các em về tuần nào cũng về mấy ngàn áo khoác mà. Nó chỉ khác cái chữ theo thôi. Nó chỉ khác một cái chữ theo luôn. Ok nha, trưa mai em có like một like nữa. Mọi người dồn đơn này đi luôn nha. Một like trưa mai nữa là đi đơn đó mọi người. Tại Facebook của em mà em hay like mọi người 3 cái like liên tiếp. Lại dồn đơn là đi một lần á. Ủa chị Mai Nguyễn có trả lời không để em biết em lấy nè. Không có hàng đâu, tại em hỏi lại cho nó chắc á. Cái quần này cho em còn một cái quần quần này quần gì đó, quần bò sữa size S này, còn có một cái này em cũng để một cái mặc kìa, đẹp xịn, sáng thì mới mặc xong. Ghi cho em nhá, quần bò sữa size S, quần bò sữa size S duy nhất 149.000. Có một bữa dành nhau cái quần bò sữa muốn xỉn ngang luôn á, quần bò sữa đầm nãy Dung mặc, nãy Dung có mặc đầm đâu ta? À, có hả? Đầm, em lấy đầm này hả? Đầm hoa hả? Chốt thì ok nha. Đây. Quần bò sữa của chị Oanh lên size S nha chị Oanh ơi, size S đó nha. Size S á. 150.000. Bé Hương lấy đầm này hả? Lấy thì ok ông Dung nha, thì Dung ổn. Đầm của bé Hương thì đầm này nè em. 145. À, cái đầm này đẹp. Em để ba cái mặc rồi. Gu của em á. Còn nó là size S nha chị, em còn một cái size S nữa. Size S á. Cái cái đây của ấy. Rồi, trưa mai 11 giờ trưa nha mọi người. Hẹn nhau 11 giờ trưa sale tiếp rồi đi hàng lần luôn. Khoác hồng với đỏ của Trinh Võ. Ok tình yêu. Khoác hồng với khoác đỏ. Ok chị Oanh Lê, tại em sợ. Em sợ rồi, em phải nói sai trước mất công. Lùi, lấy ở dưới đi. Lùi. Quần tây còn. Hả? Con. Thiệt. Thề. Ê, quần tây nhà mình hết rồi hả ta? Hết
nhiêu cái thôi hả? Quần tây hả? Em lại lấy chỉ quần tây, hình như còn có mấy cái à? Đã bắt đầu tới đứa này nữa rồi đó. Lấy quần tây xịn kia kìa. Ha, nó xịn. Quần tây 99.000 còn nó mấy cái à mấy chị ơi? Nó lại với đứa nhát này luôn, lười nhát, thật sự không chấp nhận được. Rồi quần tây dùm em 99.000. Rồi ai lấy quần tây? Comment giúp em là quần tây 99.000, quần tây em còn nó mấy cái mọi người ơi. Quần tây này là em không về lại nhá, hết sạch vải Quảng Châu rồi, em không có may lại Việt Nam, em không may hàng Việt Nam, quần tây này vải Quảng Châu á. Em không may lại Việt Nam nhá, tại vì lúc sáng em về có hai mấy cái là hết sạch rồi đó, nhưng còn sót lại có 4-5 cái à. Nhưng mà đủ size á, SML. Đổ Trần Di Di. Riêng cái quần tây này em bán là 8.000 cái từ khi ra Tết tới giờ, 8.000 cái chứ mọi người, 8.000 chứ không phải 800 đâu. Từ khi ra Tết tới giờ là gần tháng á. 8.000 cái quần này đó mà ai cũng mua 2-3 cái á. Có những khách người ta đi làm đi dạy á mọi người, người ta mua 2-3 cái để thay đổi á. Cái quần tây quá xịt luôn. Có 99.135 mà em sale một, em sale có 99.000 luôn. SM với L dùm em. Riêng cái quần này là nói không với với hàng rẻ, tại vì em may của nó là vải hàng Quảng Châu cho mọi người. Quần tây CS của Nhi Lý 8.000 cái, hình như là em gần hết rồi, còn có mấy cái à. Áo khoác gì vậy chị? Áo khoác này nè. Nên là em khuyên mọi người ai mua quần tây thì mua giờ nha, chứ mai muốn hỏi là em hết vàng rồi, tại vì vải là em vải may Quảng Châu chứ không phải vải hàng Việt Nam. Áo khoác này bé, màu đỏ đô. Quần ngắn phòng còn nha Candy Hà, còn ba màu hồng nu với đen á, em lấy màu gì? Quần thần thánh đúng không? Áo khoác nè, áo khoác em còn có 4 cái à. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Áo khoác màu xám, hồng với đỏ. Bác cái áo khoác này em vừa em về đưa cho mẹ em. Mẹ em kêu trời ơi, là mẹ vừa mua 2 cái, một cái 240.000. Mua chợ thôi đó, y chang của em luôn. Mẹ em mua ngoài kia 240.000. Đưa về cho mẹ 5-6 cái. Rồi ai lấy ghi giùm em nha mọi người. Quần tây SML. Rồi chỉ quần thần thánh đi Nhi. Quần thần thánh 99.000 một cái, ba màu hồng nu với xám. Quần ngắn phong này đúng không? Nu hồng với xám. Rồi ai lấy gì nữa không để em offline mấy chị ơi. Xét gì mặc 145.000. Quần tay kem bé lấy size gì em ơi? Cái quần tay em nói thật, có thể mọi người không mua set bên em. Số điện thoại chốt đơn hả? Số điện thoại chốt em nhiều số lắm, giờ không biết nói mọi người số nào luôn á. Quần tây là giá để cho mấy chị trên live có 99.000 thôi, 135 lận á. Rồi ghi cho em nhá, quần giúp em. Quần quần tây là 99.000, có size S, size M và size L. Còn quần phòng, quần thần thánh này là 99.000 luôn. Ok, kem bé size M. Rồi ai lấy gì nữa không em ọp này mọi người ơi. Em ọp. À còn set son bom 99.000. Mua gì ăn thì đi đi. Chị ở đâu biết hàng đâu mà đuổi em. Em bị bom có set son này, ai lấy không? 99.000. Bom từ trong Tết tới giờ á. Son 99.000, son em đang đánh á. 99.000 một set son. Cho em coi phong quần nào, phong quần tây hả? Nè phong quần tây, son 99.000 ai lấy không? Quần ngắn co giãn nha, 60 tới 70kg rồi xuống mang vừa. Rồi ai lấy ghi dùm em, trời ơi chị offline rồi còn mới vô gì nữa. Ghi cho em là quần tây dùm em nha, 99.000 size S, size M và size L. S, M và L dùm em, hai đứa về đi. Offline mấy cái này bấm ra là thôi, tích nó bỏ vô. Ai lấy thì ghi dùm em nha, S, M và L dùm em. Ghi cho em là quần tây kèm size. Son này có ai lấy không? Son này em còn 2 set bị bom. Riêng cái son này, rồi em đưa về 3 cây. Em đưa son về rồi em dục ở ngoài quê luôn mọi người ơi. Chắc chết em luôn đó mọi người. Son này em cam kết, nếu mọi người mà son này đánh lên, nếu mà mọi người nói là hàng không mịn á, em đền gấp 10 lần tiền nha. Cứ quay lại dung. Cái son này ai đánh rồi review cho khách hộ em cái. Thật sự là cái son này nó rất rất là xịn. Em bán hàng của nó là hàng chính hãng luôn. Đợt trước là 175 lần mà em
một hai lần mọi người cảm giác cái môi mình nó khô rang luôn á, và không có mịn, nó bị lục cục. Còn cái son này đánh lên bao mịn luôn. Em khui set mới em xài đi mọi người, tại set cũ em về ngoài quê em làm rốt 2 cây rồi, còn có 1 cây nữa mà không biết để đâu rồi đó. Riêng cái son này còn tay có màu thôi nè, em thề với mọi người luôn á, có 100.000 mà em phải nói mệt luôn đó mọi người. Nó rẻ mà nó xịn, trời ơi má ơi, cái màu này đỉnh của chóp luôn. Còn thần thánh đen, em thề với mọi người là trong tất cả các loại son thì cái son này em đánh hết gần 3 set rồi đó. Trời ơi, cái màu son này có 100.000 ba cây, tính ra 1 cây có 30.000 đó mọi người. 1 cây có 30-35.000 chứ. 1 cây có 35.000 một set 100.000 là 1 cây có 35.000. Má, 3 cái màu son đỉnh nhất luôn đó mọi người. 100.000 3 cây chứ không phải 100.000 một cây đâu. 100.000 ba cây nằm nguyên trong cái set này nha. Ai lấy thì ghi cho em là son 99.000 thôi đó. 99.000 một set, cái này bị bom có mấy set à. Ai lấy thì chốt lẹ. Son của Phương Nguyễn, anh Thu xài rồi đúng không? Đường Nguyễn set son này. Cái màu em đang xài là cái màu số 2 á, này cái màu này này. Thấy không? Màu số này này. Son 99.000, set son của Trinh Võ, Nguyễn Thiên Lý, Nhi Lý. 99.000 phát hiện hàng nhái lên mọi người, trả lại em đền gấp 10 lần tiền nhá. Phát hiện hàng nhái em đền gấp 10 lần tiền cho mọi người. Riêng cái set son này phát hiện hàng nhái em đền gấp 10 lần tiền. Khỏi cần phàn nàn hết. Còn tây đen không chỉ lấy gì bà. Trần Quyên có đơn hàng không nghe máy này, mọi người nhìn cái chất son này. Mình to luôn, không mình em đen gấp 10 lần tiền. Yên tâm, em đã nói như vậy là mấy chị biết là nó phải xịn cỡ nào rồi đó. Em mới dám bán cho mấy chị á, và cam kết cho mấy chị cỡ đó thôi chứ. Chứ thật sự mà set son có 100.000 em không dám. Nếu mà hàng trôi nổi em không dám cam đoan vậy đâu mọi người. Tại vì 100.000 mà đi đền gấp 10 lần tiền là đền 1 triệu rồi đó. Nè, hàng em là hàng chính hãng. Nếu mọi người đánh lên không mịn môi, hoặc là mọi người cảm giác không môi, mọi người có quyền trả lại em. Mặc dù em bán một set son này có 100.000 thôi, rẻ lắm luôn đó mọi người. Còn tây đen là có gì bà? Chị đọc rồi, chị dồn cho em ngày mai. Tối mai em gọi em đi làm nghe máy nên gọi điện chốt em nha. Ok em. Quần tây đen là có size SML và nó có một màu đen duy nhất thôi, nó không có 2-3 màu đâu. Nó có một màu duy nhất. Cái set son này mấy chị có thể mua những chủ khác có 70.000 nhưng mà không phải hàng em nha. Em cam kết 100% là nếu hàng 79.000 là hàng nhái 100% luôn á. Có một đơn không nghe máy á, chị Quyên không biết đơn nào nữa. Thôi em để cái này cho chị nha. Em thấy ở trong đây nhân viên ghi của chị là không nghe máy nè. Chắc có một set hay là sao á. Thôi để em gỡ ra mất công. Ok chị đẹp. Rồi em để set son cho chị rồi á. Rồi ai lấy son nữa thì chốt giùm em là son đánh đã lắm. Hôm sau á, ai mà gần ở đây shop mà em cho mọi người lên lấy cái set rồi em đang xài em test thử đi. Em nói thật, em không nói điêu luôn. Cái bé Hồng Nhung á, là bé khách ở đây mà mua một set đầu tiên là, lúc đầu tiên là mua 2 set. Xong rồi bạn bè nhiều đặt quá trời luôn, ngày nào cũng xuống lấy 2-3 set son đấy đó. Mà bạn bè nhiều đặt đó. Tại vì nó rất là đã, đánh lên cái môi nhìn nó, môi nó mịn tơ luôn. Mà cái màu son lên cái môi rất là đẹp nè. Mọi nhìn cái màu son này, nó không phải là nó bị nhờn hoặc là nó bị khô môi đâu. Nói chung là set son đã lắm. Thanh Loan, chỉ thấy A với B gì nó cũng giống nhau hết đó em. Thiệt á, đánh lên môi nó giống nhau, nó làm tông A tông B vậy thôi. Chị thấy nè, cái tông chị đánh là đang giống là cái tông A này, mà chị test là tông B nó y chang màu nhau luôn á, không khác gì đâu. Chút tông như gì cho nó mệt, chị thấy là y chang nhau luôn á. Do cái môi của mọi người á, ví dụ như mà mọi người xài những cái son khác á, nó bị lì á mọi người, nó bị khô cái môi của mình á, đánh lên nó khó chịu lắm. Còn mọi người mà xài mà son xịn xưa giờ rồi nó sàn á, nó đánh lên như mọi người là đánh cái môi lên, mọi người mà muốn đánh lên môi son đẹp á, mọi người phải đánh một cái lớp kem nền, đánh một cái lớp kem nền hoặc là cái kem mà kem dưỡng da mặt của mình, như mình đánh lên một lớp thì khi đánh lên cái son nó rất là lì luôn. Mọi người không biết cách đánh son, cho dù mọi người xài son mát 400-500 cũng vậy, mọi người phải đánh một cái lớp son mà dạng như lớp đánh một lớp kem á, giống như kem mọi người bôi kem mặt
Hoặc là mọi người khi mà đánh son nha, đừng làm ướt môi. Cho dù mọi người xài son Hồ Ngọc Hà cũng vậy, mọi người đánh lên cái môi mọi người để ướt á, chắc chắn 100% mọi người khi đánh lên mọi người không bao giờ ăn môi được hết. Đó là em chỉ cho mọi người cái cách, tại vì em không học make up, nhưng mà em chỉ cho mọi người một cái cách đánh môi, đánh lên cái son môi nó đẹp. Thứ nhất là mọi người đánh một lớp cái kem nền cùng với kem mặt. Ví dụ như kem nền mọi người đánh cũng được, mà mọi người đánh với cái kem mặt mọi người á, đánh lên môi cũng được. Sau mọi người bôi lên, hoặc là mọi người để môi khô như vậy mọi người đánh son lên thì nó mới đẹp. Còn mọi người mà ví dụ như mà môi mọi người đang có nước, hoặc là mọi người đánh giống như kiểu làm gì ta, nó có nước, nói chung là cái môi mình không khô á, khi mọi người đánh cái son lên á nó sẽ bị bợt, cái môi nó xấu lắm. Nói chung là đánh lên nó không ăn môi được, mọi người phải để môi khô như vậy mọi người đánh lên, hoặc là mọi người đánh lên một lớp kem. Môi có nhiều người người ta không thể ăn son được đâu, nhiều cái da môi ấy, như cái môi em á mọi người, cái môi em là em có tiêm môi rồi, cho nên khi đánh lên cái son, cái màu son nào nó lên môi nó cũng rất là ăn. Đúng rồi, chính xác, đúng chính xác. Môi mà mọi người mà môi mà đang ướt hoặc đánh son lên không bao giờ ăn được, cho dù mọi người son xài son Hồ Ngọc Hà nó cũng không ăn được, chứ đừng nói là cái son này. Thật sự luôn ấy, nhiều người không biết đánh cái son môi ấy lên nó hở, cứ phàn nàn là ủa em sẽ đánh lên môi nó không có ăn vô môi, là do của mọi người là không biết cái kiểu đánh son, không biết cái cách để mà đánh son cho nó đẹp. Còn cái son mà những cái bạn nào để ý đi, môi mà môi mọi người tiêm á thì nó có một cái độ căng riêng của môi rồi, khi mọi người đánh son lên nó dễ ăn lắm. Đó là những người tiêm môi giống như em á. Còn mà những người nào mà môi thật, môi thường thì mọi người phải biết cách đánh son. Thứ nhất là để môi khô, không có dính bất kỳ gì lên môi. Và cái thứ hai nữa là mọi người bôi một lớp kem giống như kem mọi người make up, hoặc là kem mọi người làm kem nền mọi người đánh một lớp. Em thề mọi người nó bao lâu trôi luôn, cực kỳ lâu. Đó là em chỉ mọi cách cái đánh son môi rất là đẹp. Lên tông môi nó đẹp, muốn lên cái màu môi đẹp nhất là mọi người phải đánh cùng với lại cái lớp kem nền hoặc cái lớp kem mặt mọi người hay xài, đánh vô cho em. Xài nó đẹp lắm. Nhiều người không biết cách đánh môi cho nên lên cứ phàn nàn là sao son không ăn. Thực ra nói như vậy giống như kiểu là son em là son dưỡng, nhưng mà không phải đâu mọi người. 100 người mua set son này và chưa một người nào phàn nàn về cái set son này, ai mua cũng mua thêm hết đó. Em không nói deal đâu, không phải bán hàng là cứ nói deal là bán được hàng đó mọi người. Tại vì người ta đã xài rồi người ta quay lại mua đó, chứ không phải là em nói điêu đâu. Nhiều người không biết cách xài á, giống như ví dụ như cái kem mặt hôm bữa có cái chị kia kêu là ủa kem mặt thấy chị kêu là review nó không có bị dị ứng, mà tại sao em xài lên nó bị đỏ. Thì em có hỏi chị rằng ủa thứ nhất chị có xài kết hợp với cái gì không, và cái thứ hai nữa lúc mà kem cũ chị xài chị đã ngưng 5 đến 7 ngày chưa. Tại vì kem nó mà mọi người mà thay đổi đột ngột, ví dụ như mọi người hôm nay đang xài kem khác, hôm sau mọi người nhận được, hôm ngày mai mọi người nhận được kem em, mọi người xài liền kem em vô là cái kem lúc trước mọi người xài nó chưa ra cái thành phần của kem á, mọi người đã xài kem khác vô là hai thành phần nó chối nhau, nó sẽ bị kích ứng nha. Cho nên là mọi người yên tâm rằng là khi mà em bán cái gì mà em cam kết cái gì nó sẽ an toàn cho mọi người 100%, an toàn 100% luôn. Nên là nhiều người mà xài kem mặt, mọi người xài cả serum khác trộn với lại cái kem mặt của em thì làm sao mà nó không kích ứng được nha. Em đó phải nói, em nói thẳng như mọi người trên live, mọi người ví dụ đang xài kem của em mà mọi người xài trực tiếp vào kem khác hoặc là xài trùng với cái serum lên mặt, chắc chắn nó sẽ bị kích ứng. Tại vì hai thành phần nó đâu giống nhau đâu, nó chối nhau liền đột ngột, người ta gọi là phản ứng đột ngột khi mọi người thay đổi thành phần kem. Tại da mình nó đâu thích ứng nhiều, da nó chai thì như da em là sẽ bị kích ứng, không sẽ không bị kích ứng. Còn mà da như mọi người nhiều người xài kem vô nó sẽ bị kích ứng liền, là do cái da của mọi người mỏng. Thứ hai nữa là mọi người bị phụ thuộc cái kem cũ của mọi người là xài nó bị thành phần của cái kem cũ á, mọi người xài lên da nó đang hấp thụ thì nó sẽ bị. Còn kem em là kem không phụ thuộc, khi mọi người xài kem em xong mọi người bỏ kem em, mọi người xài qua kem khác nó sẽ không bị thay đổi, tại vì kem em nó không bị phụ thuộc da đó. Nên là em hướng dẫn cho mọi người, em trong nghề mấy năm nay rồi, 4-5 năm nay rồi mọi người, nên cái gì mọi người không hiểu em sẽ tư vấn kỹ. Mọi người xài bất kỳ loại kem nào cũng phải, mọi người phải làm sạch da và để ngưng cái kem cũ tầm khoảng chừng 5-7 ngày cho nó an toàn da nha. Bôi son dưỡng để vài phút cho nó thấm mềm rồi hãy dùng son màu lên đẹp liền. Đúng chính xác, chị Dung bán hai loại son. Nói chung á, nhiều người không biết xài, người ta vô nói là giống như kiểu là son em là son điểu, nhưng không phải đâu mọi người. Do mọi người không biết cách xài á, không biết cách xài nó xài không có được đâu. Không biết cách xài là sẽ không có đẹp được. Mọi người mà biết cách xài là son lên nó môi đẹp lắm. Tại sao nhiều người, mọi người thấy em hay like, mọi người hay hỏi là em xài son gì, mọi người cứ tưởng em xài mắc tiền không nhá. Hàng mắc tiền em có nguyên cả một rổ luôn đó mọi người. Em là chuyên xài hàng mắc tiền mà em vứt hết á.
mỹ phẩm đợt hồi xưa cách đây 3-4 năm em xài toàn một bộ mỹ phẩm toàn 3-4 triệu, hàng mỹ xách tay luôn á, mà xài kiểu ẹp à, không phải hàng xịn, cái gì xài lên nó cũng đẹp đâu mọi người, sai lầm á, đừng có nghĩ là bỏ tiền ra tiền nào của nó là tùy theo thôi, không phải là cứ tiền nào của nó là xài ok đâu. Như cái son này 100.000 có 100.000 ba set son, nhưng mà mọi người xài lên đi, không khác nào cái sàn son mát mọi người đang xài đâu. Thiệt á, nói là nói như vậy giống như kiểu là dìm những cái người khác bán, nhưng mà thật sự ra là cái son này nó xài rất là đã luôn. Ok kem bé, rồi ọp nha mấy chị ơi, ọp nhá, ngày mai Dung like, Dung ngày mai like một like buổi trưa đồ nữa, rồi em sẽ hỏi chốt đơn cho mọi người nha. Xài son này đã lắm, em xài ở bữa giờ là 3 set rồi đó, 3 set rồi, 3 set son này luôn rồi đó mọi người, xài tới 3 set rồi. Tại hôm bữa về đưa một set về quê mà em quên đưa vô, kể cả kem body em cũng quên đem vô luôn. Rồi bye bye mọi người nhé, chúc mọi người ngủ ngon, mà em like tiếp một like nữa rồi mới đi đơn nha mọi người. Cho mai like một like nữa nha mọi người. Bye bye. Cho tôi xin đọc luôn hen, quên mất tiêu, nãy giờ quên. Bây giờ cho coi luôn nha Thi ơi, lựa cái đầm mẹ 50 tầm 5-7-5-8 cái vừa, hôm nay có một cái đầm màu xám xanh với mây đưa lên á, cái áo này tay dài xám xanh. Áo này em có hai màu, màu vàng màu đen, hai màu. Đặc biệt cái chỗ này nè, tại tiện dơ luôn. Rồi ok, cái chỗ này mở ra được nha. Ví dụ như tại mặc áo hai da bên trong thì nó sẽ không có lộ nè. Đồ bộ tiểu thư không chị không nè, đó đặc biệt cái chỗ này kéo ra được nha mấy chị ơi, cái này kéo ra được luôn giùm em nha, da kéo kéo được nè, có màu đen màu vàng hai màu. Áo em mặc nè, áo mặc 95.000 có đen vàng hai màu. Không hở lè được mà màu tối thì càng tốt đi, màu tối càng tốt đi, tay dài đó mình. Rồi áo em mặc lè 95.000 có hai màu, màu đen với màu vàng hai màu, đen vàng hai màu nha mấy chị ơi, chia sẻ like giùm em nè. Tầm 40kg tới tầm 55-56kg men vừa nha, 95.000 đen vàng hai màu đó. Chỗ này dây chỗ này là dây kéo giùm em nha, thích hở thì kéo ra mà không thích kín thì kéo lại giùm em nè, đó là nó kín. Áo vàng với quần đang mặc đỡ chị, ok dân dân vàng với là quần đang mặc dân. Rồi quần em mặc đẹp lắm luôn, tầm 40kg đến 60-65kg gì mặc hết giùm em luôn, tại vì rút dây tự rút giùm em nha, đó rất là đẹp luôn. Áo mặc 95, quần là áo 95, còn quần là bao nhiêu luôn, quần quần là 90, áo là 95 giùm em nha mấy chị ơi. Quần 90, áo 95, áo có vàng đen hai màu đó, mấy chị có thể kéo ra nó hở phần này, còn không mà làm kín lại giùm em nha. Rồi chia sẻ like nhiệt tình để em lên hàng tặng đồng like nha mấy chị ơi, cũng hàng em ra áo rồi bây giờ. Rồi chia sẻ like nhiệt tình giùm em để em lên hàng tặng đồng like nè. Thôi coi cái đầm này được không, với đầm bi nữa kìa em à, đầm chấm bi nữa.
mới mua mẫu này nha, 135.000. Màu này là dạng màu xám. Mấy chị ơi, chia sẻ like nhiệt tình luôn giùm em nha, túi không có bán nha chị Nhi Nguyễn ơi. Nè, cái đầm này là mặc được hết nha. Bi 135, đầm xám 135 luôn. Bao đẹp nha. Xám 135 màu xám, bi 135 nha. Chia sẻ like nhiệt tình đẫm lên hàng tặng nha mấy chị ơi. Cô còn mẫu nào nữa em, 5861 kg màu đậm đậm chút. Rồi chia sẻ like lên giúp em nha mấy chị ơi, để em lên hàng tặng đồng like nè. Áo em mặc là 95.000, có màu đen, màu vàng, hai màu. Quần là 90 giùm em nha. Em cũng chia sẻ nè, mấy chị chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em nha mấy chị ơi. Rồi chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em nha. Đầm body, có đầm body form 60 kg không chị? Đó cái đầm đó em ạ. Có cái đầm họ tiếng này nè, đó body đó. Xem bị mất ký hiệu phanh cứng rồi ta, ít xem chị. Là ít tương tác á, màu xám đi. Xám này dân dân một cái nè, đầm xám dân dân một cái y 135. Đồ bộ đi chị hả? Rồi chia sẻ like nhiệt tình giùm em nha mấy chị ơi, xong rồi em sẽ lên hàng tặng đầu like nha. Rồi, đầm bi 135 nha Thi ơi, với lại đầm xám nha, 135.000 màu xám. Xám là 135 xám. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Rồi bi 135 luôn, để em đang đưa cho khách coi. Áo em mặc đó hở chỗ này, đó kéo hở của em nha. Không thích thì làm kín lại giùm em luôn. Nó có dây kéo phần này, 95.000 áo. Kéo que thì nó hở nha, rồi kéo lại. Chị nào muốn hở thì kéo que em, còn muốn kín thì kéo thì kéo lại. Đây Thi đưa mấy mẫu này lên nữa coi được không nha Thi ơi. Rồi đầm này là em siêu còn 79 nè. Đầm này là siêu còn 79 nha Thi, 58 kg men vừa luôn, lấy chút xanh. Rồi đầm này cũng Nguyễn Hồng Ngọc Mai lấy đầm xém 135 lên địa chỉ số điện thoại giùm em nha chị Mai ơi. Ủa Nguyễn Hồng Ngọc Mai là Bảo Trân đúng không? Rồi ok Bảo Trân. Rồi thấy Nguyễn Hồng Ngọc Mai nha là Bảo Trân á. Cái loại đầm đen này 135 màu đen giùm em nha mấy chị ơi. Chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em nha. Rồi xong rồi em lên hàng tặng liền luôn nè. Rồi đen 40 kg đến 60 kg men vừa 135 màu đen giúp em nha mấy chị ơi. Ai lấy đen 135 chốt em đen 135.000 màu đen. Vé này là 79.000 là giá em sale á. 79.000 vét nha mấy chị ơi, đầm vét 79. 40 kg đến 60 kg men vừa luôn, vét 79. Rồi đầm xanh này cũng 79, 40 đến 57 58 kg men nha, xanh 79. Xanh 79 với cái màu nút tôi xem. Lấy xanh 79 cho Thi đúng em. Rồi ok Mẹo Tròn nè, với cái màu nút tôi xem. Này là vest đó Thi à, 79.000 nha. Coi bờ kim gì, coi ví kim gì để sao dân dân. Vest đây nha, vest trên cây còn. Vest đây nha Thi ơi, 79.000 vest luôn nha, cái này cài nút lại cho em nè. Vest 79 luôn nha, cũng 60 kg độ lạnh đang vừa vest. Để em cài nút cái vest lại với chị coi. Cô tạm em nhanh lên cà lại nha. Ví này cũng siêu vào 79.000. Tiếp đẹp lắm 79. Chị Tuyết Trinh viết 79 này. Rồi cái đầm body. Đầm body đây Trúc Ly đặng coi được không nha. Body này 40 đến 60 kg men vừa luôn. Body này giá là 125.000 em nha. Body 125. Rồi body 125 nha mấy chị ơi. Body 125 60 kg lại men vừa vải siêu co giãn. Cái này hỏi tiếng là lên sang cực kỳ luôn nha. Rồi chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em nha mấy chị ơi. Họ tiếng này lên cực kỳ là sang luôn giùm em nè. Viết em hết rồi chị Anh Minh ơi, viết không còn loại khác luôn đi. Quần mặt là 85 chứ không phải 90 đâu. Quần mặt là 85 đó mấy chị, áo là 95, quần là 85 nha. Coi còn loại viết này đưa lên chị không. Rồi body này 125, 40 kg đến 60 kg men vừa hết giùm em body này nha mấy chị. Giá 125.000. Chị đã lấy body 125 chốt em nha. Body 125.000 body. Body 125. Rồi
bít nha mấy chị ơi, đầm bít này 135.000 em nha. Rồi chia sẻ tha lên giùm em nha mấy chị ơi. Bít này 135 nha mấy chị ơi. Bít 135 giùm em nha. 40kg nó tầm 57-58kg em vừa. Chốt em đầm bít này 135.000 đầm bít nha mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn, chia sẻ la lên liền giùm em nha. Rồi bít này rất đẹp, vải dày dặn, đeo đẹp cho mình luôn. 135.000, chị nào lấy bít 135, chốt em đầm bít 135 nha mấy chị ơi. Chốt em bít 135 nha, bít 135. Rồi bít tím này 79.000, à lấy bít tím 79 thì chốt em này đang sale 79. Rồi bít tím này đang sale 79 giùm em nha, à lấy bít tím 79, chốt em bít tím là 79.000. 60kg đổ lại men vừa, chốt em tím 79. Tím 79 nha mấy chị ơi. Tím 79 nha. Rồi chia sẻ like giùm em nè. Rồi tím 79 nha mấy chị ơi, tím 79.000. Rồi để em lên hàng tặng đầu like cho chị nào có chia sẻ nha. Chia sẻ like nhiệt tình giùm em nha mấy chị ơi, quần em mặc là 85.000 XML B size. 40kg đến 60-65kg vừa hết luôn giùm em mấy chị ơi. XML B size em nha. Cài nút lại nè, rồi dây rút. Dây rút giùm em nha. Rút dây lại về ở trước cài nút. Form bao đẹp luôn. Giờ lấy thì chốt giùm em nha mấy chị ơi. Có làm suông không chị? Suông. Có làm suông luôn, chờ xíu nha chị ơi. Chị nào có chia sẻ like rồi bắt đầu chốt hàng tặng giùm em rồi mấy chị ơi. Chị nào có chia sẻ like rồi chốt hàng tặng giùm em nha. Cái đầm đen này nãy em đi cho bữa hai á. Đầm đen dưới đầm bi 135 á nhớ không. Có đầm suông rồi chị trang bi rồi cho mấy cái đầm suông đây luôn. Rồi cái này chị nào chia sẻ like rồi bắt đầu chốt hàng tặng lên giùm em nha. Cái này form từ 40 đến 55kg là mang vừa luôn giùm em áo này nha mấy chị ơi. 40 đến 55kg là mang vừa áo này luôn giúp em nha. Chia sẻ like nhiệt tình luôn mấy chị ơi. Rồi áo này 40kg đến 55-56kg men vừa hết giùm em nha. Chưa. Hai người ý ý mà chưa ghi á. Chứ lại một cái này cũng gì đó. Thu gì đó. Trong thông tin. Rồi cái này chốt em nha mấy chị ơi. Áo nè 40kg tầm 55-56kg là men vừa luôn giùm em nha. Cái này chốt giùm em mẹ tặng nè mấy chị ơi. Chị nào chia sẻ like rồi chốt mẹ tặng liền giùm em áo này nè. Chốt em mẹ tặng. Áo em mặc nè mấy chị ơi, có dây kéo chỗ này nha. Nó em đang mặc áo ống nên là nó quần mặc là vải keki nha Lê Thị Thúy Vy ơi. Em kéo áo cái này xuống là nó sẽ hở một chút. Đó, là kéo ra nó sẽ hở phần da của mình nha mấy chị ơi. Áo như thế này men nha, 95.000, 40kg đến 55-56kg là men vừa. Rồi cái này chốt em mẹ tặng nha, quần em mặc là vải keki rất đẹp luôn, XML B size. Có size từ 40kg đến 60-65kg luôn nha. Quần là rất là dễ thương luôn nha mấy chị ơi. Quần là 85.000. Rồi cái này chốt em nè mấy chị ơi, chốt em mẹ tặng miễn phí, chị nào có chia sẻ like nha. Chốt em mẹ là chốt em là áo nút. Chốt em là áo nút nha mấy chị ơi. Chốt em áo nút nha, tặng miễn phí, chị nào có chia sẻ like. Chốt em mẹ là áo nút nha mấy chị ơi. Chốt áo nút giùm em nha mấy chị ơi. Áo nút nha, tặng miễn phí chị nào có chia sẻ like. Rồi áo này nữa nè, cái này cũng tặng luôn nha, dành cho chị nào có chia sẻ like. Rồi ok hân ngô, đơn hân ngô tối nay ship. Rồi áo nút giùm em nha mấy chị ơi, chốt em là áo nút nha. Áo nút này hân ngô có chia sẻ luôn nè. Không ngô có chia sẻ bạn. Rồi cái này ren giùm em nha mấy chị ơi. Ren nè, phong tầm 40 tầm 53-54kg men vừa. 40 tầm 53-54kg men vừa ren hai lớp đeo đẹp rất là mịn, rất là đẹp luôn nha. Rồi tặng miễn phí chị nào có chia sẻ like. Chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em nha mấy chị ơi. Áo thun 75 họ tiếp vòng tròn hôm qua mặc like còn không còn cái chị Trinh Nelly ơi cho đủ ba màu em.
đỏ. Rồi cái này giùm em nha mấy chị ơi. Áo ren tặng miễn phí cho nào có chia sĩ like nha, 40 đến tầm 50B 54kg là men vừa. 40 tầm 53 54kg là men vừa. Áo này giùm em nha mấy chị ơi. Rồi tặng miễn phí cho nào có chia sĩ like nha. Bao nhiêu luôn không? Tặng miễn phí cho nào có chia sĩ like nha mấy chị ơi. Hôm nay em có về đầm suông nữa nè. Suông này về hàng lại màu đen rất đẹp luôn nè. Suông 40kg đến 60-65kg mặc được khó luôn nè. Đầm suông 135 đen của chút nào chưa mua thì hôm nay mình chốt nha. Mình tỉ hai bên luôn rất đẹp luôn mấy chị ơi. Đen dùm em nè, đen 135 nha. Rồi áo ren dùm em nha mấy chị ơi. Rồi chuẩn bị đồng mẹ tặng của áo này nha. Form 40 tầm 53 54kg là men vừa. Áo nút em tặng xong rồi nha mấy chị ơi. Chuẩn bị đọc mẹ tặng của áo này giùm em nha. Chốt giùm em mẹ là 6B57. Chốt em mẹ 6B57 xin ngốt chưa có hàng nha chị. Chốt mẹ là 6B57 giùm em nè. 6B57. 6B57 nha mấy chị ơi, tặng miễn phí cho nào có chia sĩ like. Áo ngày hôm qua đây nha chị ơi. Áo ngày hôm qua nè, có màu đỏ, màu trắng, màu đen, bê màu 75.000. Chị Trinh New Ly lấy màu về chốt màu đó giùm em nha. Đỏ, trắng, đen, bê màu 75.000. Cho chị cái bánh đi. Em hỏi hỏi hỏi. Đỏ, trắng, đen, bê màu nhân áo 75.000 ngày hôm qua em like nè. 6B57 giùm em nha mấy chị ơi. 6B57 giùm em nè, chị Liên Kim đầu tiên luôn nè. 6B57 chị Liên Kim nè, đầu tiên luôn á. 6B chị Liên Kim đầu tiên luôn nè. 6B57 nha chị Liên Kim nè. Hay ta, Liên Kim lâu lâu dính hay à. Rồi cái này chốt em nha mấy chị ơi. Cái này em có màu đen, màu trắng với màu đỏ, bê màu. Đen, trắng, đỏ, bê màu nha mấy chị ơi. Đen, trắng, đỏ, bê màu F75 nè. Chị nào lấy thì chốt giùm em nha. Lên áo form rộng giống vậy nữa đi chị. Ok chị Nguyễn Anh Thu. Rồi em lên tiếp một mẻ tặng nữa, xong rồi bắt đầu mình xong rồi em lên hàng nha, lên một mẻ tặng nữa xong bắt đầu lên hàng. Rồi áo này em nha mấy chị ơi, form 40 đến 52kg men vừa. 40 đến 52 không phải 40 đến tầm 53 54kg là mặc được luôn giùm em nha. Em lấy đen ghế lấy ok chị Trinh New Ly màu đen ghế. Còn trên neo ly ghế đen nè. Rồi cái này tặng miễn phí nha mấy chị ơi. Chốt em cái này nha. Chốt em nè. Form 40kg tầm 53 54kg men vừa. Chốt giùm em mẻ là 20.000 nha, bưu điện họ con rồi họ tính nha chị. Tại trên Dương Khánh là em gửi bưu điện chứ không có gửi shipper nha, shipper lên đó thì phí nó cao lắm. Rồi áo vàng giùm em nha mấy chị ơi. Chốt giùm em là mẹ tặng là áo vàng phối ren. Chốt em mẹ tặng là áo vàng phối ren. Tặng miễn phí chị nào có chia sĩ like nha. Chốt em mẹ là áo vàng phối ren. Áo vàng phối ren nha mấy chị ơi. Áo vàng phối ren. Rồi áo 75.000, 40kg đến 60kg men vùm em nha. Này còn đúng, còn đủ màu nè. Trắng, đỏ, đen, bê màu. Chốt em áo 75 kìm màu nha. Trắng, đỏ, đen, bê màu. Chốt em là áo kìm màu. Trắng, đỏ, đen, bê màu 75.000. 75.000 em nha. Trắng, đỏ, đen, bê màu. Áo vàng phối riêng nha mấy chị ơi. Áo vàng phối riêng. Áo vàng phối riêng em nha. Trinh New Ly nè, mới mua hàng luôn đúng không? Trinh New Ly là ghế đúng không? Rồi Trinh New Ly tặng luôn nè, có chia sĩ luôn. Đầm vàng phía sau còn màu gì, có một màu nha chị Thanh Kiều ơi. Cái này là dâm nha chị, có quần bên trong. Nó là dạng đầm mà nó có quần bên trong đó nha chị. Rất là đẹp luôn. Đầm này nó có quần bên trong. Đúng một màu duy nhất dùm em nha. Form tầm 40kg đến 53-54kg dùm em nha. Form 40kg đến 53-54kg men vừa 135.000, có quần bên trong beo dày dặn, beo đẹp luôn, có một màu à. Một lớp nè, một lớp nè. Rồi bên trong nó có quần ở trong dùm em nha.
1B5. Ở trong là một khung trắng, ở trong dày dặn beo đẹp luôn. 100B5 ngàn phấn đúng ngực, đúng một màu nha chị ơi. 135 ngàn phấn đúng ngực và có đúng một màu nha. Lấy chị chốt rồi em. Chị
Mickey xong vậy bữa trước mà em nào bữa nay hết hàng rồi nha. Rồi cái đầm này em nha mấy chị ơi. Áo thì em nha, áo chống quần khung tay nhà tay lỡ nè, tay tới đây luôn nha, rất là đẹp luôn. 40kg đến 60-65kg mặc vừa hết thì em áo này nha, giá là 99.000. Áo này giá 99.000 thì em nha mấy chị ơi, một cười đẹp và dễ thương luôn á. Chị là lấy áo đen 99.000 chốt thì em nha, trước nè, bao đẹp luôn mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. 40kg đến 60-65kg là mặc vừa hết dùm em áo đen này nha. Chị là lấy đen gió quần 99.000 thì chốt dùm em nè, đen gió quần giá 99.000 áo đen. Đầm suông đơn giản không? Đầm đen này, đầm đen này dễ thương mà. 135.000 đầm đen môi dùm em nè mấy chị ơi. Đầm đen môi là nó xỉ hai bên luôn. Đầm đen môi là có xỉ hai bên luôn nha mấy chị ơi. Đen môi này giá 135 giùm em nha. Áo mặt là 99.000, cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị ơi. Áo mặt 99. Áo tim này, áo tim kiểu ghép này em về lại, về màu lại nha. Chị nào không quen mà chưa mua là nay mua nè. 40kg đến 60kg men vừa em áo này nha mấy chị ơi. 65.000 áo về lại đủ màu. 40kg đến 60kg là men vừa hết luôn dùm em. Áo tim này nha, vải là siêu đẹp luôn mấy chị ơi, dài dặn chốc rất là mát luôn dùm em nha. Áo này 40kg đến 60kg men vừa, có màu đen nè, màu vàng đẹp lắm mấy chị ơi. Tôi chị nói như thế này là rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. 65.000 áo thôi, mặc cái đồ gì cũng đẹp hết, quần rinh quần phọc chân váy cũng đẹp hết dùm em nha. Áo ghép nè, 65.000 áo dùm em nha mấy chị ơi. Áo này em lên màu mấy chị nha, màu đen nè, màu vàng nè. 40kg đến 60kg là mặc vừa hết luôn dùm em nha, cực kỳ đẹp luôn á, chắc phải siêu mát. Đen vàng rồi màu kem dùm em nha mấy chị ơi. Đen vàng màu kem nè, 40kg đến 60kg là mặc vừa hết luôn dùm em nha. Đen vàng kem, kem này dạng kem cà rốt tươi luôn á, rất là đẹp luôn nha. Màu xanh nhạt 65.000 áo dùm em nha mấy chị ơi. 40kg đến 60kg là mặc được hết luôn nha. Màu xanh nhạt dùm em nè, xanh nhạt. Rồi màu trắng nha mấy chị ơi, chia tỷ like dùm em nè. Màu trắng là beo đẹp luôn á, 65.000 áo dùm em nha. 65.000 áo dùm em nha mấy chị ơi. Rồi màu trắng nè. Rồi màu này màu xanh pin dùm em nha, màu xanh pin. 40kg đến 60kg là mặc vừa hết dùm em mấy cái áo này. Chị lấy áo này chốt em áo kèm màu nha, trắng, xanh pin, hồng, kem, vàng. Rồi hồng nha mấy chị ơi, hồng 65.000 áo thôi nha. Lấy áo màu về chốt màu đó luôn dùm em nè. 65.000 kèm màu hồng nha mấy chị ơi, hồng. Rồi xanh pin, xanh pin dùm em nha, hồng, xanh pin. Rồi màu này là màu trắng nha mấy chị ơi, có 65.000 áo thôi nha. 40kg đến 60kg là men vừa hết luôn. Trắng nè. Rồi màu xanh nhạt, xanh nhạt dùm em nha mấy chị ơi, xanh nhạt. Rồi màu kem, màu kem nha mấy chị ơi, màu kem. Màu vàng và màu đen giá 65.000 áo dùm em nha. Rồi màu vàng với lại màu đen. Cho chị còn áo nổi đi, áo chịu nổi không, giống quần ở trong thì đen màu hồng. Chị đen hay coco màu hồng. Chị Berry Coco màu hồng này chị. Rồi lấy màu gì rồi chốt lên màu đi nha mấy chị ơi. Dân dân là màu xanh minh, xanh nhạt với màu trắng. Hôm qua chốt áo vàng cho mình chưa? Hôm qua chị Liên Kim có để áo vàng cho Liên Kim không? Chị Liên Kim màu vàng nè, hôm qua chưa có ăn. Chị Liên Kim màu vàng nè, dân dân là xanh minh xanh nhạt với màu trắng này, xanh minh xanh nhạt với màu trắng này. Xanh minh xanh nhạt màu trắng đó dân dân. Rồi em lên áo chữ nổi, thơm giống quần, rồi vải siêu đẹp luôn em nha. 40kg đến 60-65kg vừa hết luôn dùm em mẫu này. Áo này giá là 95.000 áo dùm em nha mấy chị ơi. 95.000 áo, vải này chọn hàng là ghiền luôn á, siêu đẹp dùm em nha. Này chữ là dạng chữ nổi lên trên nè mấy chị ơi, đẹp chưa?
Rồi cái này chốt giùm em nè, cái này chốt em nha mấy chị ơi. Chốt em là mẻ số 1 kìm màu, áo chữ nổi 95 nè, hoặc là chốt 95 kìm màu em nha. 95 kìm màu. Ok chị Linh Kim chốt về anh chị rồi nha. Nó mỗi màu là nó mỗi họa tiết khác nhau mấy chị ơi, mỗi cái nền khác nhau nha. Rồi này chốt em là 95 nè, màu hồng. Form là form rộng rãi thoải mái giấu quần luôn giùm em nha. 95 ngàn áo beo vé, hàng này ở ngồi bán mắc lắm mấy chị ơi, bán vé treo lắm. Rồi 150 áo không á. Rồi cái này chốt em hồng nha, 95 ngàn màu hồng. Rồi 95 ngàn màu đen, hình như trùng. 95 ngàn màu đen giùm em nha mấy chị ơi, siêu đẹp, 40 kg đến 60, 65 kg là vừa hết luôn giùm em nha. 95 ngàn màu đen. Beo đẹp luôn mấy chị ơi, form là form giống quần hết giùm em, chữ là chữ nổi nè, xịn sò cực kỳ luôn nha mấy chị ơi. 95 ngàn áo giùm em nha. Rồi 95 ngàn màu đen, chờ lấy đen 95, chốt em đen 95 ngàn màu đen nè. Rồi đỏ nha mấy chị ơi, đỏ 95 ngàn màu đỏ, beo đẹp luôn. Cái này cái số là 2020, hình con chuột. Hình con chuột và có năm 2020 giùm em nha. Rồi 40kg đến 60, 65kg vừa hết luôn giùm em. Cái này mấy chị ơi, form là form giấu quần nha. Áo em mặc là 99.000 nha chị Linh Tròn ơi. Cái em đang mặc giá là 99.000 nha. Áo này vải siêu đẹp luôn, form to, rộng rãi, thoải mái. 40kg đến 60, 65kg là vừa hết luôn giùm em cái này nha. Chốt em màu hồng, màu đỏ nè. Đỏ, đen, hồng, ba màu nha mấy chị ơi, cái màu vàng. Đây là màu nè. Đỏ, đen, hồng, vàng. Đẹp lắm luôn, 95 ngàn nha. Em đang la là 95, em mặc là 99 ngàn. Chia sĩ like lên giùm em nha mấy chị ơi. Màu vàng mốt trên hồ nè, trời ơi đẹp quá à. 40kg đến 60, 65kg thì vừa hết luôn giùm em nha. Form rộng rãi thoải mái giống hồng luôn. Vàng mốt trên hồ nè mấy chị ơi. Ai lấy vàng 95 chốt em vàng nha. Vàng 95 ngàn màu vàng. Vàng 95 ngàn. Rồi màu kè pha sữa giùm em nha mấy chị ơi. Màu kè pha sữa giùm em nha, chữ nổi. Form 40kg đến 60, 65kg thì mặc được hết luôn giùm em nha. Cái này ai mặc cũng được hết. Người lớn người ta mặc cũng được luôn nha. Tại vì áo đơn giản, siêu đẹp em. 40kg đến 60, 65kg là mặc được hết giùm em nha. Form giấu quần giá 95 ngàn áo nè. Rồi cho lấy màu kè pha sữa, chốt em màu kè pha sữa nha. Kè pha sữa, còn cái này màu vàng chữ Moschino em là thun mát lạnh luôn mấy chị ơi. 40kg đến 60, 65kg là mặc vừa hết luôn giùm em áo vàng này nha. Vàng nè, kè pha sữa nè. Với màu nút mấy chị, màu da. Chốt em màu da nha, màu da là 95 ngàn màu da. Rồi 95 ngàn màu da em nha mấy chị ơi. 40kg đến 60, 65kg vừa hết luôn nè. Form rộng rãi thoải mái nha, chất siêu đẹp luôn á. Rồi màu da mấy chị ơi, 95 ngàn màu da. Rồi em lên màu lại nha, chị nào vàng nha chị. Rồi gửi chung với cái chân váy da đeo hôm bữa nha. Trang Nguyễn Bụng. Màu vàng cho Trang Nguyễn. Trang Nguyễn mốt đi hồ. Mốt đi hồ bắt đúng một cái nha. Trang Nguyễn nè. Rồi cái này chốt em màu da nha mấy chị ơi, 95 ngàn màu da em nha. 40kg đến 60, 65kg. Form rộng rãi thoải mái đeo đẹp luôn. Có 95 ngàn một cái thôi nha. Chị rồi lấy chốt lên giùm em nè. Màu da em nha mấy chị ơi. Rồi vàng này. Vàng này chốt em nha mấy chị ơi. Ai lấy vàng này chốt em vàng nè. Vàng NY. Chữ NY giùm em nha. NY ở giữa nè. Vàng NY nha mấy chị ơi, 95 ngàn vàng NY giùm em nha. 95 ngàn. 40kg đến 60, 65kg là vừa hết luôn giùm em. Cái này xịn đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi. Chữ nổi lên giùm em nha. Chữ nổi nè, rất là đẹp luôn. Cái chất quả là mặc lên mát cực kỳ luôn á. Chốt em là vàng NY nha mấy chị ơi. Vàng NY nha, 95 ngàn vàng NY. Rồi cái này chốt em là hồng, hồng NY luôn nè mấy chị ơi. Màu hồng NY luôn nha. Hồng NY nè. Chữ nó khác khác nhau xíu. Chữ là chữ nổi lên giùm em nha. Hồng NY. Chị lấy hồng chốt hồng NY giùm em nha. Hồng này NY nè. Hồng. Rồi chị nào lấy
máy thì chốt lên giùm em nha mấy chị ơi. NY có màu đỏ nữa. Giờ lấy NY và chốt NY kèm màu nha. Là NY em có màu đỏ, màu hồng với màu vàng ba màu. NY có đỏ, hồng, vàng ba màu. Hồng NY chị Bí Liên nè, cho địa chỉ số điện thoại nha Bí Liên ơi. Hồng NY Bí Liên nè. Địa chỉ số điện thoại giùm em nha chị. Rồi màu đỏ, đỏ NY luôn nè, 95.000 mấy chị có nhận hàng là biết nha, rất là đẹp luôn, chắc khỏe mát lạnh luôn giùm em, chữ lại toàn bộ là chữ nổi hết nè. Siêu đẹp nha, 95.000. Chốt em là đỏ NY. Đó cho mình. Đỏ NY giùm em nha mấy chị ơi, đỏ NY nè. Rồi, em lôi màu lại lần nữa rồi em que mẫu nha. Chị lấy thì chốt giùm em. Rồi, đỏ NY nha mấy chị ơi, đỏ NY giùm em nè. Đỏ NY nè. Vàng cho Huyền Vân nè, vàng NY cho Huyền Vân. Mình coi cái vàng đi có chữ NY không đó. Đúng ha. Rồi vàng NY cho Huyền Vân. Rồi Bí Liên ở Nguyễn Thái Học có số điện thoại giùm em. Cho em số điện thoại luôn nha chị. Cho em xin váy kem ngọc trai đi chị, ok Bảo An. Rồi chốt em vàng NY mấy chị ơi. Cái này nó có quần ở bên trong nha. Cái này có quần bên trong và em có màu luôn, 135.000. Form tầm 40kg, tầm 53-54kg em vừa. Vàng chị Mạnh Tú Xuyên màu vàng, 95.000 màu vàng chị Mạnh Tú Xuyên màu vàng. Rồi cái này em có màu luôn nha, giá 135.000 có quần bên trong, tầm từ 40kg đến 53-54kg là men vừa. Đầm này em có màu kem đốc nè, có mút ngực cho mình, có quần bên trong đính ngọc từ trên xuống dưới em nha, có quần bên trong luôn á. Màu kem đốc nha, cái này không có đen nha, không có đen. Kem đốc nè, màu đỏ, màu hồng với màu vàng. Kem đốc đỏ, hồng, vàng, 4 màu, 135.000, 40kg tầm 53-54kg men vừa, siêu đẹp, 135 beo giá nha mấy chị ơi. Có mút ngực, có quần bên trong luôn giùm em nè. Đỏ đô 1B5, vàng 1B5, màu vàng nha, màu vàng. Áo vàng cho Lẽ Nguyễn.
Rồi em lên lại màu áo 95 ngàn hồi nãy, rồi em que mẫu khác nha. Rồi 40kg đến 60, 65kg là vừa hết luôn giùm em. Chốt em màu da nè. Màu da 95 ngàn, màu da mấy chị ơi. Da 95 ngàn. Rồi kè phôi sữa 95 ngàn, màu kè phôi sữa em nè. Kè phôi sữa 95 nha mấy chị ơi. 40kg đến 60, 65kg vừa hết luôn. Vả mát lạnh luôn, yên tâm giùm em nha. Phôm giấu vùng mặt lên beo cưng luôn, chữ nổi. Rồi này chốt em đỏ nè, đỏ này là chữ 2/5/2020, có hình con chuột nè. Rồi chốt em đỏ nha, 95 ngàn màu đỏ. Rồi màu đen giùm em nha mấy chị ơi, màu đen toàn bộ là chữ nổi hết, vải rất là mát luôn á. Chốt em đen 95 ngàn màu đen. Rồi đen 95 ngàn màu đen giúp em nha, đen 95 ngàn. Rồi hồng, hồng 95 ngàn màu hồng, hồng mình như còn cái cuối cùng nè, hai cái. Rồi chốt em hồng nha, 40kg đến 60, 65kg, chữ là chữ nổi, đeo đẹp hết luôn em nè. Rất đẹp nha mấy chị ơi, chữ nổi, dễ thương cực kỳ luôn. 40kg đến 60, 65kg làm mặt vừa hết luôn dùm em nha. Vải siêu mát luôn, cực kỳ dễ thương. Rồi chị nào lấy chốt lên dùm em nha. Hồng nè, đen nè, đỏ nè, kẹp phô sữa nè, với màu da. Rồi ai lấy chốt màu lên dùm em nha mấy chị ơi. Áo mặt là 99 ngàn. Chị Ngọc Trâm màu hồng. Áo 75 mấy chị ơi, còn vài cái nè. 40kg đến 60, 65kg vừa hết dùm em. Phôm là phôm giấu quần luôn nha. Màu đỏ cho chiếc em màu đỏ này. Bị khó rồi. Chiếc em màu đỏ. Rồi. Áo chị nào lấy nó thì chốt dùm em nha. Em còn màu hồng, màu đỏ, màu đen, màu da với màu nâu luôn. Chị nào muốn coi lại màu gì thì nói em đưa lên lại. Rồi cái này nha mấy chị ơi. Áo này 75 ngàn. Xíp bộ 165 còn nha. Chiếc em ơi, cho xíp bộ 165 ra. Rồi áo này 75 ngàn, 40kg đến 60, 65kg vừa hết luôn dùm em nha mấy chị ơi. Áo này em có màu màu kè phô sữa, màu vàng hai màu. 75 ngàn kè phô sữa với vàng hai màu. Rồi 40kg đến 60, 65kg là vừa hết luôn dùm em nha. Chốt em áo kìm màu. Màu vàng nè mấy chị ơi. Với màu kè phô sữa hai màu dùm em nha. Vàng với kè phô sữa hai màu. Chị nào lấy áo này chốt em áo kìm màu nha. Vàng kèm hơi sữa hai màu. Chiếc 165 để lên màu nha chị coi nha. Chị nào chiếc màu gì? Màu xém là theo giùm em nha. Xém là theo.
165.000 màu xám mà em nha mấy chị ơi, cái này mới về hàng lại mới có, mới còn màu nè. Cái bữa trước là hết liền lúc nay. Rồi xám là chữ thêu 165 giùm em nha. Rồi vàng là chữ thêu luôn nào, vàng 165.000, áo là phân dấu quần, bao đẹp luôn giùm em mấy chị ơi. Vàng giùm em nha, rất đẹp luôn, 40kg tầm 57-58 kg mang vừa. Vàng, vàng nha mấy chị ơi, màu vàng 165.000 màu vàng. Rồi vàng 165.000 màu vàng em nha. Màu đỏ cũng là chữ thêu luôn em mấy chị ơi. Màu đỏ là chữ thêu nha, 165.000 màu đỏ. Rồi cho nó lấy ship 165, chốt em ship 165.000 màu nha. Đỏ là chữ thêu 165.000. Rồi đỏ 165 đỏ giùm em nè. Màu hồng, rồi em có bao nhiêu màu đó nha. Màu hồng cũng là chữ in, nhưng mà mã siêu đẹp luôn chị yên tâm, mã đẹp cực kỳ luôn á. Rồi chốt đi màu hồng 165.000 màu hồng. Em còn đúng mỗi màu một tí này mới hàng luôn nha. Chiều lấy cái chốt nhanh đi nè. Màu đỏ chiếc em 165 màu đỏ. Màu đỏ chiếc em màu đỏ này. Rồi cái này chị nào lấy nó chốt lên giùm em nha mấy chị ơi. Màu hồng 165.000 màu hồng. 165.000 màu hồng giùm em nha. Màu hồng là chữ in, 165.000 màu hồng. Rồi màu vàng là chữ thêu 165.000 màu vàng. Có xanh nha em ơi. Rồi màu vàng em nè, màu vàng. Màu hồng chị Ngọc Trâm, màu hồng 165. Rồi vàng là chữ thêu màu vàng em nha, vàng. Vàng 165 vàng. Rồi màu xám 165.000 màu xám. 165.000 màu xám em nha chị ơi, xám 165 xám. Rất đẹp luôn á, xám 165. Rồi màu kè pha sữa. Ok chị Ngọc Trâm nè, áo hồi nãy đổi màu, bỏ màu vàng đi, đổi màu hồng vô đi. Rồi cái này chốt in màu kè pha sữa 165, màu kè pha sữa nha chị ơi, màu sữa là em đẹp lắm. Thanh trúc màu xám. Màu đen được, mặc màu đen hơi được.
Cho chị coi hàng áo đi, em có chụp Mickey không em? Dạ có chị Dung Lê ơi. Áo này mà bỏ cái màu đen ra chị. Dạ Mickey này chị Dung Lê ơi. Mickey này chị đẹp lắm luôn, áo ở dưới là 85 một áo dùm em nha chị, 40kg đến 60kg là men quần luôn. Cái này nem mặc màu đen trung đồ quá à, cũng đâu có gì đâu đúng không, nem men quần nha chị. Cái này chồng em men cũng được luôn á, đúng rồi, form to nè, nem mặc được nha, cho mình thân mua một cặp, mua mặc đôi chị ạ. À, mặc một màu, mặc mình mặc thành dấu quần, còn mấy ông đàn ông thì mặc thành form bình thường á. Đây nha chị, được nha, lấy màu gì thì táo đi nha chị. Rồi áo này 85.000, 40kg đến 60kg, men vừa Mickey nè em à, 85.000 Mickey. Mickey 85.000. Rồi cái này nó có họa tiết là hơi beo nè, chốt beo giùm em nha mấy chị ơi, beo nha. Chốt họa tiết hơi beo chỗ này là chốt beo giùm em nè, beo. 85.000 beo. Burberry nha mấy chị ơi, chốt Burberry giùm em nha. Rồi chốt em Burberry là 85.000, 40kg đến 60kg, men vừa vả đeo đẹp luôn, yên tâm giùm em nha. Dạ tối nay ship cũng được nha chị, tối nay ship cũng được nha. Chị muốn ngày mai thì em đợi ngày mai, còn nếu muốn tối nay thì em dặn shipper tối nay giao chị luôn. Rồi này chốt giùm em là âm G được rồi nha mấy chị ơi, chốt em áo này âm G nha, áo G là được rồi. Âm G nè, 85.000 âm G. Rồi áo này chốt mẹ số 5, 40kg đến 60kg men vừa hết luôn giùm em nha. Áo này form vải đẹp cực kỳ luôn. Dạ áo đen 95.000 chị Cherry Trần ơi. Cái này chốt em mẹ số 5 nha, mẹ số 5. 6 giờ đi chơi rồi không chị? Vậy ngày mai nha. Vậy thì để em dặn shipper ngày mai giao chị, khoảng sáng mai giao. Mẹ số 5 giùm em nha chị ơi, mẹ 5 nè. Chốt em cái này xanh giùm em nha, tại cái phần chỗ này nó phối màu xanh nè, màu xanh đậm vô nè, chốt em màu xanh nha mấy chị ơi. Chốt xanh giùm em nha. Chốt em là áo xanh là được nha mấy chị ơi, xanh nè. Tại nhiều họ tiếng hơi giống giống nhau. Rồi này chốt em là con ong nha mấy chị ơi, hình con ong nè, 40kg đến 60kg là vừa hết luôn, vải siêu đẹp, chất cực kỳ mát luôn, yên tâm giùm em, đúng hàng chủng hàng của nó nha mấy chị ơi. Mà giá có 85.000, chốt em là con ong nha, 85.000 con ong. Rồi chanel này em có chanel màu nâu, chanel màu kè pho sữa và chanel màu vàng, hai màu. Chanel màu vàng giùm em nha, và chanel màu kè pho sữa, chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Chanel màu kè pho sữa nè, rõ này chanel màu vàng. Chanel vàng, chanel màu kè pho sữa. Cái này chốt em này nước hoa nha. Nước hoa nha mấy chị ơi, mặc thử xít hoa em coi được không chị, ok chích em rồi chị xíu nha. Cái này chốt em là nước hoa nha mấy chị ơi, nước hoa nè, đó chốt thì họ tiếng lên khỏi nhầm giùm em nha. Rồi nước hoa nha mấy chị ơi, chanel màu kè pho sữa, chanel màu vàng. Cái này chốt em là con ong nha, 85.000 con ong. Chốt em một, chốt em là xanh, gu xì xanh đó mấy chị ơi, gu xì xanh nha, gu xì xanh. Rồi mẹ số 5, mẹ số 5 giùm em nha. Cái này chốt em G, G nha mấy chị ơi, G nè. Rồi cái này chốt em là Burberry. Chất vải là dạng như là vải thun giấy gì đó, nhưng mà cái mẫu này vải của nó dày dặn hơn thun giấy rất là nhiều nha mấy chị ơi. Kiểu nó tự tự là nó là dạng như là giấy gì đó, thun giấy á, nhưng mà cái này nó dày dặn, mặt không lộ gì hết, và chất co giãn mặt cực kỳ thoải mái giùm em nha. Yên tâm, đẹp lắm mấy chị ơi. Chúng em là Burberry 85.000 nha. Đồ bộ vải đuổi bao nhiêu tiền một bộ? Vải đuổi không? Ở sau là vải von nha chị. Bộ phía sau là vải von nha chị. Chị Liễu Phan ơi. Rồi này chốt em là beo. Beo em nha mấy chị ơi, beo. Vải này là hình Mickey em nha, 40kg đến 60kg men vừa, giá 85.000 Mickey. Hoa này hoa một em đất không? Rồi chia sẻ like giùm em nha, chị nào lấy áo ở sau rồi béo em luôn nha mấy chị ơi. Áo hồi nãy em lên màu lại nha, 95.000, 40kg đến 60, 65kg, 70kg gì vừa hết luôn á. Màu đen giùm em là áo chữ nổi nha, 95.000 màu đen, chị lấy áo này chốt em là áo chữ nổi kèm màu. Áo chữ nổi màu đen nè, chữ nổi màu kem, màu da mấy chị. Chữ nổi màu da em nha, chữ nổi màu da nè. Rồi
chữ nổi màu nâu. Chữ nổi màu nâu giùm em nha. Về chữ nổi màu đỏ, cái này em có tổng cộng là 4 màu. Chữ nổi màu đỏ giùm em nha, chữ nổi màu đỏ. Rồi có tổng cộng 4 màu nha mấy chị ơi. À, lấy áo chữ nổi chúng em chữ nổi kìm màu. 6-7 ký vừa mặc được. Đàn ông thì người ta đâu phải như phụ nữ mình đâu. 6-7 ký mà người ta tạng đâu có mặc. Mặc được đó nha chị. Rồi chia tỉ ra lên giùm em nha mấy chị ơi. Em đang thử chiếc kho màu trắng nha. Chiếc kho thì em có màu trắng, màu kem đất, màu vàng, màu đỏ, màu đen. Chồng em mặc vừa. Em hay đeo yêu hả? Chị không để ý đâu, ổng keo đúng không? Nhưng mà keo là mặc được nha. Nhưng mà keo thì mang được. Áo chịu nổi màu nâu với lại màu da cho chị Hân Huỳnh nè. Rồi, tiếp thôi em đang mặc đây mấy chị ơi. 40kg đến tầm 56-57kg là mang vừa nha. Đẹp cực kỳ là đẹp luôn. Quần nó có 2 túi 2 bên luôn thì em nha. Quần có 2 túi 2 bên. Em đang mặc màu trắng nè, đang mặc màu trắng nha mấy chị. Rồi có 2 túi 2 bên luôn, em quần là dạng quần chiếm tóc á. Đeo đẹp luôn nha, tiếp ho đỉnh lên màu lại. Tiếp ho em đang mặc là màu trắng nè. Màu kem đất. Đẹp lắm mấy chị ơi, 155 ngọc xí giùm em nha. Ở sau quần có lung phung nên rất là dễ mặc. Ai mặc cũng được hết, dễ mặc cực kỳ luôn nha. Ở sau có lung phung. Hoa trắng đi mặc là còn đúng xít cuối cùng nha mấy chị ơi. Quần suông hay rộng. Quần nó là dạng quần không có rộng đâu chị. Dạng như form của nó, dạng như form biết ghi gì nha chị. Ở trên này nó thoải mái cái phần trên này. Ở dưới nó hơi nhỏ nhỏ lại xíu. Form dạng như form biết ghi nha cho mình Hân ơi. À, em lấy hương mà đưa cho mình xíu. Đưa cho em xíu. Đưa cho em xíu. Rồi hoa màu kem đất thì em nha mấy chị ơi. Hoa kem đất nè. Hoa kem đất này, hoa vàng. Hoa vàng nha mấy chị ơi, đeo đẹp luôn. Chị lấy hoa màu gì chốt màu đó em nha. Có 155.000 kể xíp luôn mấy chị ơi, đeo đẹp luôn giùm em nha. Rồi màu vàng nè, màu này cũng đẹp hết. Màu vàng, màu đỏ. Vàng đỏ 155, màu đen. Màu đen giùm em nha mấy chị ơi, hoa đen. Có hoa màu kem đất. Kem đất tiêu trơn. Rồi cho nó lấy hoa màu gì chốt màu đó giùm em nha. Muốn coi kỹ thì bé luôn để em lên kỹ màu lại cho mấy chị coi. Đen nè. Đỏ nè. 155 một tiết giùm em nha, với vàng. Beo đẹp luôn, 155 một tiết. Đen đỏ vàng của em mặc là hoa trắng nha. 4 5 màu đẹp lắm mấy chị ơi. À lấy một chút luôn giùm em nha. Rồi em quay mẫu luôn nha mấy chị ơi, chia sẻ hoa giùm em. Kem đất thôi chứ em, kem đất nè Ngân nè. Rồi giờ nó lấy màu gì nữa bé mình em nha mấy chị ơi. Miss Su Phạm còn xem không? Để chị đu quần lên cho em coi. Sơ mi em mặc 95.000 một áo. Phong này tầm 55-56kg lại men vừa mấy chị ơi. Sơ mi phong của nó như thế này nè.
đất với đỏ như chị thì nó giống giống khác nhau vậy mà đỏ nó tươi hơn. Sao mây mà ấm lắm, làm xu còn mẫu này nữa không? Để từ từ em tìm thử nha Trang My ơi, cho chị lại một kem đất với màu đỏ đi. Chân với heo mặt là cây cây siêu dày dạng có vùng bên trong, giá là 101 một chân váy. Màu đỏ với màu kem bắp nên chị em lấy màu gì để léo lại. Tầng 55 tiếng tôi lại vừa. Thì thôi chặt thế. Thấy mặt mà chân váy đeo là nó có quần ở trong luôn. Beo hả chị ơi, có quần ở trong luôn nha. Cái này giá 101 một cái. Sơ mi mặt 95.000, sơ mi là phong tầm 40 đến tầm 55 56 ký là men vừa. Cái này có màu luôn nha. Chia sẻ like dùm em nha mấy chị ơi. Thôi tạm có mấy chị bô phôn tạm nha em, được nó bị hơi bị nó hơi bị chặt quá. Rồi sơ mi 95 nha mấy chị ơi, sơ mi 95.000. Để em lên màu luôn. Đầm suông thì em có 1-2 mẫu hồi đầu like rồi nha, rồi tí em lên lại cho em coi. Sơ mi mặc 95.000 một sơ mi nha mấy chị ơi, ngay chỗ cái túi của nó này có hình chỗ này men nha. 40 tầm 55 56 cái men vừa. Rồi. Chốt miếng cái này mẻ số 1 nha mấy chị ơi, 95.000 mẻ 1. 95.000 cái này mẻ số 1 giùm em nha, mẻ 1 nè. Cái mặt chị nào lấy cái mặt chốt nha, 40 tầm 55 56 cái men vừa. Nó 95.000 nha cái mặt nè. Nó có chữ ngay cho cái túi. 40 kg tầm 55 56 cái men vừa. Rồi chốt miếng cái này, chốt miếng này sơ mi trắng mẻ 1. Mẻ 1 nha chị ơi, mẻ 1 95.000. Rồi cái cổ trụ này mẻ 2 em nha. Cổ trụ này mẻ 2. Cổ trụ 95.000, 40kg tầm 56-57kg men vừa luôn à. Chốt miên mẻ 2. Mẻ 2 nha mấy chị ơi, 95.000 mẻ số 2, cái này em có đúng một cái à. Vậy nó là cổ trụ. Chốt miên mẻ 2 nha, 95.000 mẻ 2. Rồi 95.000 mẻ số 2 giùm em nha mấy chị ơi. À lấy mẻ 2 chốt em sơ mi là 95.000 mẻ số 2 nha. 95.000 mẻ 2. Đầm thun thun là cả hai lọ này chị ơi. Bỏ lại cho nữ lên đi. Chốt em nha. Em vàng đen. Hôm nay có áo khoác không chị? Hôm nay không có áo khoác nha bạn ơi. Nó không có trong mình còn gọi gì mình xem. Đen là nó có sọc bên hông giùm em nha, dáng dài cực kỳ dài luôn như này nha mấy chị ơi. Cái này em còn đúng cái cuối cùng 135.000. Rồi trước cái hình này nha, rồi bên hông của nó có sọc như này em nha mấy chị ơi, sọc nè. Đầm suông dài nha, màu đen 1P5 còn đúng cái cuối cùng. 1P5 màu đen giùm em nha mấy chị ơi, còn đúng cái cuối cùng nè. Chị nào lấy thì chốt em nha. Đen suông 135.000 đen suông. Còn đúng cái cuối cùng 40kg đến 60-65kg là vừa hết luôn dùm em nha mấy chị ơi. 40 đến 60-65kg là vừa hết luôn dùm em nha. Này đi xuống có loại này với lại mẫu này nữa là em có hai loại. Cái mặt là nó có hình ở trước và nó có sọc bên hông luôn. Còn cái này chỉ có hình ở trước thôi nha. 1P5 40kg đến 60
giùm em luôn. Rồi đây nha mấy chị ơi, chốt giùm em nha. Chốt em là đem bôi hoặc đem đang mặc nha mấy chị ơi. 1P5 40kg đến 60-65kg vừa luôn. Con đang có sọc. Rồi chốt em đem bôi hoặc đem đang mặc nha. 1P5 nha mấy chị ơi. 135 ngàn. Màu trắng.
này mình cắt mất thì mình cài lại em nha. Áo em mặc là 65 nha, áo này em có màu luôn. Này, nãy có bộ gì? Nãy có bộ gì đồng lai vậy bạn? Hồi nãy bộ đồng lai là 465 ngàn, bộ chữ 165 đó chị. Rồi quần em mặc giá 100 ngàn nha, ít có M 2 size. Ít làm 52 ký mặc đen, quần M 55 ký cho lại. Chưa cắt phim nên mất cài được. Rồi chị nào lấy thì chốt lên giùm em nha. Cây lưng siêu keo luôn á, lưng rất là keo luôn nha. M tầm 55 kg, 55-56 kg là em đang vừa size M. Còn em đang là size S nha, đang là size S. S M 2 size 100 ngàn luôn em nha, chị ơi đẹp lắm luôn á. Đây nha, S M 2 size giá 100 ngàn luôn. Chị lấy chút nguyên quần chị size nha, S M 2 size. Màu bộ hoa này nha chị ơi, em lên lại nè. Vàng 155 màu vàng. Chứ màu vàng của em mất là đẹp. Màu vàng nè, 155 màu vàng. 155 màu trắng, hoa trắng 155. Hoa kem 155 đẹp lắm. Này gần hết hàng rồi, hoa đỏ 155. Rồi hoa đen nha chị. Màu vàng một cái mất đẹp lắm. Đen nè. Đỏ nè. Rồi kem đất trắng rồi màu vàng lại chị chứ. Rồi em lo một liên tiếp nha mấy chị ơi. Rồi em thử cái đầm suông này cho mấy chị coi. Đầm suông đi ngoài cái môi đó không ý này trăm ngàn thì đầm suông còn loại này phải đẹp lắm mấy chị ơi, có xỉ hai bên nha. 40 kg đến 60-65 kg vừa hết thì mềm luôn. 135 ngàn. Áo tri bao nhiêu em? Áo tri phía dưới là 85 ngàn. Áo chị Thoa Trần ơi, nhiều màu nha. Để nhiều màu thì thôi. Rồi nằm đi là 135 thì em có sỉ tè hai bên là teo đẹp luôn nha mấy chị ơi. Đẹp lắm. Đen 135 dùm em nha. Ai lấy đen 135 chúc em đen 135 ngàn màu đen. Có sỉ tè em nha. Rất là nhìn rất đẹp luôn nha, 40 đến 60, 65 kg vừa hết luôn nha.
họ tiếc luôn á. 85.000 áo, 40kg đến 60kg là men vừa hết luôn dùm em áo này nha. Cái này chốt em là Burberry. Chốt em là Burberry 85.000 nha. Rồi này Mickey 85.000 Mickey. Cái này chốt em là Gucci. Gucci nha chị, Gucci 85.000 Gucci. Rồi chờ neon có chờ neon màu nâu với lại chờ neon màu vàng hai màu. Đẹp lắm luôn nha chị ơi. Chờ neon màu nâu, chờ neon màu vàng hai màu luôn nè. Nâu vàng hai màu. Rồi mẫu này A lấy chốt em mẻ số 5 nha. 85.000 mẻ 5. Rồi anh G nha chị ơi, G em nha, anh G 85.000 G. Rồi này là họ tiếp hình con ong giùm em nha chị. Hình con ong. À, em xem áo màu kem kêu đi chị. Áo kem này là áo sắn 75 nhọc áo nha. Đi lên trên đi con, mình ăn lèm nè. Rồi áo này nha 40kg tầm 55-56kg men vừa luôn. Màu kem đất nè. Màu kem đất. Màu hồng dâu. Áo này 75 nhọc áo nha. Em ơi con Diễm ơi mẫu này đúng không. Màu hồng dâu dùm em nha. Kem đất hồng dâu với lại màu hồng nhạt be màu. Áo này em có be màu nha, kem đất hồng dâu với hồng nhạt be màu 75.000 áo, 40kg tầm 55kg men vườn em nha. 40 tầm 55kg men vườn em nha mấy chị ơi. Màu hồng nhạt nè, rồi màu hồng dâu nè, với màu kem đất giùm em nha. Kem đất rất đẹp luôn, 40kg tầm 55kg men vườn 75.000 áo. Giờ là áo này chốt em áo 75 tiền màu nha, kem đất, hồng dâu, rồi hồng nhạt. Kem đất hồng dâu hồng nhạt be màu em nha mấy chị ơi. Cái quần này lên form siêu đẹp nha. Mẻ là 806 có x với m 2 size. Mẻ 806 có x với m 2 size nha mấy chị ơi. Ai lấy thì chốt giùm em nha. 806 x với m 2 size. Giờ lấy chốt mẹ 806 tiền size giùm em nha. X với m 2 size. Còn đúng cái cuối cùng
40kg đến 60kg là mặc vừa hết luôn. Thì em mẫu này nha, hồng trở vai, nút là nút bọc vải là đeo đẹp luôn, nút bọc luôn nha mấy chị ơi, rất là đẹp, rất là dễ thương nè. 85.000 cái dùm em nha, beo dễ thương luôn. 40kg đến 60kg là mặc vừa hết luôn á. 40kg đến 60kg là mặc vừa hết luôn. Rồi chị nào lấy hồng 85.000 chốt em hồng nha. Hồng 85.000 hồng. Rồi chốt em chữ đen 75.000 chữ đen. 40kg đến 60kg men vừa luôn nha mấy chị ơi. Chữ đen 75.000 chữ đen. Chữ đen 75.000 chữ đen. Quần jean em mặc được 2S nha bạn ơi, em mặc được 2S á. Rồi chốt em cô gái 75.000, 40kg đến 60kg men vừa luôn giùm em nha mấy chị ơi. Cô gái lấy 75.000 cô gái. Chị nào lấy cô gái 75 chốt giùm em nha. Cô gái giá 75.000. 40kg đến 60kg là men vừa hết luôn giùm em nha. Chốt em cô gái 75 nè mấy chị ơi. Cô gái 75. Mickey 75.000. 40 đến 60kg men vừa luôn. Chốt em Mickey 75.000 Mickey. Áo Mickey 75.000 giùm em nha mấy chị ơi. Áo Mickey là 75.000 áo Mickey. 75.000 Mickey giùm em nha. À, 851 size X cho bạn thôi. Rồi ok em nè. Rồi này chốt em đen chữ 75.000. 40kg đến 60kg mặc vừa hết nha mấy chị ơi. Chốt em đen chữ 75.000 đen chữ. Rồi đen chữ giá 75.000 đen chữ giùm em nha mấy chị ơi. Đen chữ 75.000 đen chữ. Chiếc caro lấy thêm chữ caro kèm gì bên kia. Rồi áo này 95.000 giùm em nha, màu kèm có sữa với lại màu hồng hai màu. Kèm có sữa với hồng hai màu. Con này là chiếc hoa nha chị, còn con này là đầm nè.
135.000 màu hồng. Hồng 1B5 phôn này tầm 40kg đến tầm 55kg em vừa. Em bán áo không cho chị được không em, áo nào chị phụ? Xếp 105, chị lấy nguyên xếp đây chị. Áo không em tính nhiêu đây? Áo không 50, chân váy 55 đúng không? Rồi lấy thì bé với em chị phụ ơi. Em bỏ cái áo chị phụ Nguyễn ơi, 50 đi. Áo 50, chân váy 55 rồi. Ok, Phượng Nguyễn bỏ áo chị luôn rồi nha. Rồi cái này chốt em đầm hồng, 135.000 đầm hồng có bún ngực tầm 55kg lại men vừa vải siêu đẹp luôn. Nè, hai bên nó rút cổ là cổ vuông tay rút dùm em nha. Đẹp lắm luôn, 1B5. Chốt em đầm hồng, 135.000 đầm hồng. Đầm hồng 1B5 hồng nha chị ơi. Hồng 135.000 đầm hồng. Rồi, đầm này giùm em nha mấy chị ơi, cái này chốt em là đầm tần nha. 135.000 đầm tần, phôn tầm 40kg đến tầm 53-54kg men vừa. 1B5 đầm tần nha mấy chị ơi. Đầm tần 1B5 là 40kg tầm 53-54kg men vừa. Chốt em đầm tần 1B5 nha. Tần 1B5. Rồi cái đầm vàng này có quần bên trong giùm em, phôn tầm 40-54kg men vừa. Ok chị Phượng Nguyễn nha chị. Lấy trắng cho chị rồi nha. Rồi chốt em đầm vàng 1B5 nha mấy chị ơi. Vàng 1B5 vàng. Còn bên kia hoa là xít hoa nha. Bên kia là xít hoa nha. Chị muốn coi xít hoa thì nói em lên mấy chị coi luôn. Rồi quần 165 mẻ này em còn ít với M2 size. Này là mẻ 8255 hồi nãy nè. Chị có ít với M. Này 8255 giùm em nha, XML B size của mẫu khác của em này nãy lâu rồi. Cái này mẻ là 8255 nha, XML B size 165.000 một ít ghi. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. XML B size giùm em nha, form đeo đẹp luôn á. 165.000. Mẻ là 8255 giùm em nha, XML B size. Mẻ là 8255. Rồi quần này em có thấy với size M2 size mẻ là 1195. 165.000 1195. Lên mấy mẫu đầm chị xem thử. Lên mấy mẫu đầm nữa là ít đầm nữa đây. Quần này beo đẹp luôn nè, có thấy với size M2 size 165.000. XM2 size 165. Quần này mẻ là 1195 giùm em nha. 1195 ít với M2 size beo đẹp luôn các chị ơi. Chốt em mẻ 1195 tiền size. Ít với M2 size nha mấy chị ơi. Ít với M2 size giùm em nha. Mẻ 1195. Ít mẹn M2 size nè. Ai lấy chốt giùm em nha mấy chị ơi. 1195 kèm size nha. Ít với M2 size 165.000. Một viên mua em là yên tâm. Phải đẹp lắm. Rồi mẫu này em có đủ size XML 165.000, mẻ là 858. Mẻ là 858 chị ơi, XML đây size. Mẻ là 858 giùm em nha, có size X, size M với size L đây size. 165.000, mẻ là 858 nha mấy chị ơi. 165.000, mẻ 858. Rồi chị nào lấy quần này chốt em nha mẹ.